Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có bác mẫu xe đạp địa hình Meada Pilot 530, một chiếc xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu Meada, và chiếc xe thì được mang một cái bộ cấu hình đến từ dòng Shimano Aceja các bác nhé, với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa. Đùi đĩa đạp thì là đùi trục rỗng đến từ Shimano DOG các bác nhé, và trên phần ghi đông đây cũng được trang bị là đôi tay phanh dầu của DOG các bác nhé. Cặp phanh này cực kỳ ngon, các bác còn đã từng trải nghiệm qua cặp phanh này thì cũng biết cực kỳ là ngon. Bộ chuyển động thì được trang bị là Aceja các bác nhé, với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 27 cái độ khác nhau. Xe thì được trang bị khung kim nhôm các bác nhé, kim nhôm tông màu đen đỏ rất là đẹp. Đấy, theo hiệu Merida, một thương hiệu mà cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Model hôm nay em về là model Pilot các bác nhé, mã số 530. Đấy, khung sườn thì cũng còn rất là bóng mới các bác nhé. Đấy, chỉ có những cái vết xước tôi đã qua cái sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi thôi. Còn khung khuyết là còn rất là mới đẹp. Trang bị cặp vành 26 inch đến từ thương hiệu Mavic các bác nhé. Đây là cặp vành MX390, cặp này là sản xuất tại Đài Loan luôn các bác nhé. Đấy, mới đi Taiwan đây. Mavic, một cái thương hiệu vành phụ tùng của Pháp. Đấy, và các bác chơi xe thì cũng rất là thích cái thương hiệu này nhé. Đấy, cực kỳ quen thuộc với các bác chơi xe rồi, rất là tốt, thương hiệu của Pháp và vành sản xuất tại Đài Loan. May Lovatec cối lỗ bi vòng các bác nhé. Đấy, cối lỗ các bác nhé. Đấy. Đấy, con heo dầu thì con heo dầu kia cũng là nguyên cặp điều gì luôn. Đấy, size khung này cũng khá lớn các bác nhé, 18 inch. Lát nữa em sẽ đo size cho bác sau. Trên ghi đông này bị tay ghi đông cong đủ đeo. Đấy, và giảm sóc của xe là giảm sóc hơi đó nhé, trang bị giảm sóc hơi đến từ thương hiệu FZ Suntour, nó là cái sóc Abicon đó nhé. Sóc này thì cũng quá là quen với các bác chơi xe rồi. FZ Suntour cũng là một cái hãng sóc giảm sóc rất là tốt trên thị trường. Đấy. Bánh trước cũng là Mavic các bác nhé, bên cặp Mayo Lovatec bị đúng rồi, trang bị bi vòng. Lốp của xe được sử dụng là quả lốp của Maxxis các bác nhé. Maxxis quả này là 26 x 195, đây cũng là một cái bản lốp thông dụng. Lần sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là bác xem các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe bao giờ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, nó khóa yên tới tâm cổ cốt 56 cm, thì xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m 69-70 đến khoảng 1m 80 thì phù hợp. Xe ra chín là ba đĩa thôi, xe này có một khác nhau. Chiếc xe này đã được bán với mức giá là
8,6 triệu các bác nhé, 8,6 triệu bao ship toàn quốc cho cả bác chuyển hết 100% tiền vào bảnh 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.